Phật tử, Đại Bồ Tát trụ tam muội này được 10 thứ biển. Những gì là 10? Đó là được biển chư Phật vì đều được thấy, được biển chúng sinh vì đều điều phục, được biển các pháp vì hay dùng trí huệ đều biết rõ, được biển các cõi vì dùng thần thông không tánh, không làm đều đi đến, được biển công đức vì tất cả tu hành đều viên mãn, được biển thần thông vì hay rộng thị hiện khiến cho khai ngộ, được biển các căn vì đủ thứ khác nhau đều khéo biết, được biển các tâm vì biết tất cả chúng sinh đủ thứ các biển vô lượng tâm, được biển các hạnh vì hay dùng nguyện lực đều viên mãn, được biển các nguyện vì đều khiến cho thành tựu vĩnh viễn thanh tịnh. Các vị Phật tử, Đại Bồ Tát trụ tam muội này đắc được lợi ích 10 thứ biển sâu rộng. Những gì là 10? Đó là: một, đắc được biển pháp tánh của tất cả chư Phật vì đều thấy được tất cả chư Phật. 2, đắc được biển tất cả chúng sinh vì đều điều phục được chúng sinh căn cường. 3, đắc được biển tất cả các pháp vì hay dùng nhất thiết trí huệ hoàn toàn biết rõ. 4, đắc được biển tất cả các cõi vì dùng thần thông không tánh không làm đều đi đến cõi nước chư Phật